Chào các bạn, chào mừng các bạn quay trở lại với shop phụ tùng Liên Xe Cúp. Và hôm nay mình có một cái niềm vui nhỏ nhỏ muốn chia sẻ với tất cả các anh em. Mình mới nhận được một cái món hàng đặc biệt, vô cùng đặc biệt. Đây, wow, các bạn thấy là các bạn biết đây là cái gì không? Đây là cặp kính của xe dành cho xe Dam và 78. Rồi, trong tủ shop còn cái hộp nữa, các cái hộp rồi. Điều đặc biệt là cặp kính này nè, là hàng sản xuất tại Gia Băng nha, hàng sản xuất mới. Đó, các bạn thấy đẹp chưa, cái chân của nó 8 ly. Rồi, đây là cặp kính mới 100%, hàng sản xuất mới, không phải kính cũ. Cái chân của nó dài hơn cái chân thường, cái chân đúng của nó chỉ tới đây thôi, tới đây. Còn cái chân sản xuất sau nó dài tới đây. Đây là hàng ông anh của mình xách từ bên Nhật về đó. Đây mặt sau đến lên đây chút xíu. Nó không lấy nét được, sao quá. Đó, phía sau, đó, nó có chữ. Phía sau nó có chữ M. Ok. Và đây là một cái hãng bên Nhật có sản xuất. Đó. Đây là nó, cái này không phải là do thằng Honda sản xuất, mà là một thằng công ty bên Nhật sản xuất đó. Đây là các bạn thấy không, mới hết hoàn toàn. Rồi, và hiện giờ bây giờ mình sẽ bán cái cặp kính này. Bây giờ bên shop mình sẽ bắt đầu bán cặp kính này đó, không bán kính cũ nữa. Kính cũ kiếm lâu, giá nó cũng ngàn nửa kính mới thôi, có khi nó còn mắc hơn. Kính mới thì nó rẻ hơn ha. Kính cũ thì tùy giá, có lúc mình mua rẻ thì mình bán rẻ, có lúc mình mua mắc thì mình bán mắc. Còn cái kính này thì chỉ có một giá thôi. Rồi, bạn nào chơi xe cúp Dam 78 thì có thể liên hệ mình để lấy cặp này gắn vô nha, đẹp bá cháy bùa chét luôn. Rồi nếu mà chơi cánh én thì cũng có thể gắn vô được, nhìn rất là ngầu đó. Rồi, ok, cảm ơn các bạn niềm vui nho nhỏ trong sáng ngày hôm nay.